Xin chào anh em nhé, chào anh em đến với video mới của em ngày hôm nay. Thì đây anh em ạ, hết mùa hè rồi thì bây giờ mình có thời gian để review và mở cái quạt này ra thay pin cho cái quạt này. Tại vì là thấy nó yếu pin quá nên là tháo ra để thay cái quạt này, thay pin và cái quạt này cùng anh em tham khảo. Đây, cái quạt này thì em đã mua ở trên siêu thị, đây, giá đây anh em nhé. Đó, giá này. Thì trong tất cả các loại quạt tích điện mini từ trước đến nay dùng thì là có cái quạt này là em sử dụng để em thấy ưng nhất và thích nhất các bác, nên là hôm nay mở ra cùng cho các bác chiêm ngưỡng bên trong cái quạt xem nó có những cái gì và thay pin như thế nào để cho nó hiệu quả anh em ạ. Đây, cái quạt này thì là đúng là nó chạy êm đấy, nó có 5 mức độ gió, mức độ vừa, mức độ siêu mạnh luôn, và nó quạt chạy êm lắm anh em nhé, nó không rú không réo gì đâu. Nên là anh em cái này anh em có thể sử dụng để quạt ngủ hay là làm cái gì đấy cũng được. Cái pin này theo cái quạt này thì nó có một quả pin thôi. Pin này thì là chắc là pin theo quạt đấy, là pin đó là pin tàu biết gì đấy. Hoặc là pin nói chung là pin chất lượng không được tốt. Nên là em sử dụng thì em quạt ở mức số 1, số 2 thì là em quạt được tầm khoảng 2 tiếng. Đấy, còn những cái mức kia thì em chưa quạt đến. Nói chung là cái này nó quạt đến mức độ số 3 là đủ mát cho anh em mình sử dụng rồi. Cái quạt này thì đây là cái nó là motor không chổi than anh em ạ. Đầu tiên em tháo ra để em rút cái quạt này ra nhưng không rút được. Hóa ra là cái motor, cái trục motor này ở trên này nó là cái trục motor luôn, chứ nó không phải là ở trong cái khay này anh em nhé. Này, trong cái, không phải trong cái khay này đâu. Đấy, mà là cái motor nó đây này, mình là không rút được ra nữa. Mình sẽ không rút ra. Đó, mình sẽ quay ra đằng sau này. Mình tháo cái đế này ra anh em ạ. Cái quạt này là không có ốc biết gì đâu. Anh em chỉ cần là dùng cái lẫy bật nó ra. Đó, bật nó ra là được. Bên trong này thì là em cũng đã mở sẵn ra rồi. Đấy thì thấy nó cái quả pin này nó nhỏ quá. Đâm ra là mở ra và cùng làm lại, quay lại cái video để cho anh em cùng tham khảo và cùng xem. Đó, đây là cái quả pin theo quạt này. Đấy, em cũng đã gỡ ra rồi. Đấy, em cắt đi rồi. Em không sử dụng nữa nên em đã cắt đi. Đấy thì em thấy được là ở chỗ này mình để được hai cái quả pin, bên kia em có quả pin. Đấy thì tí nữa em mới đấu vào sau. Đó, đây là cái quả pin này thì nó không có ghi thông số gì cả các bạn. Đây, pin này nó không có ghi thông số gì nhé. Đó, nó cũng không có mạch bảo vệ. Thì cái dòng này là tất cả các loại pin 3,7V thì anh em không cần phải mạch bảo vệ anh em ạ. Đấy, còn cái pin 3,2V thì mới cần mạch bảo vệ thôi. Nhưng còn pin 3,7V thì anh em mình ok sử dụng cái gì cũng được nhé. Nếu mà sử dụng vào trong cái đèn tích điện này hoặc là cái quạt tích điện này, anh em mình không cần phải dùng mạch mấy cái cả. Đấy, chính vì vậy nên cái đèn pin ấy, đèn pin siêu sáng ấy, người ta cũng không cần phải mạch bảo vệ gì cả. Đấy, nên là em đã cắt bỏ cái này đi. Này, bên trong cái hộp này thì anh em xem này. Cái này thì em đây, đang bảo không tiện tháo ra đấy, nhưng mà tháo ra được rồi thì cho anh em tham khảo luôn. Đây, cái mạch của nó này. Có nguyên cái bo mạch này thôi nhá, hai cái nút bấm. Nút này là dành cho quạt và nút bên phải này là dành cho đèn. Đây, cổng sạc. Đó. Cổng sạc này, chân này. Và cái này là cái mắt led anh em ạ, mắt led, mắt đèn led. Đây một cái và đằng sau một cái, và nó vào cái motor nhé. Em không, cái dây vào motor là dây nào đó em không biết được. Đây, cái này là pin, cái mạch pin thì tí nữa em sẽ đấu pin vào đây. Lúc đầu chưa mở ra thì cảm giác là nó nghĩ là bên trong này nó sẽ là cái motor nó ở đây nên là không để được pin vào. Đấy, bây giờ thì là tháo ra thì là nó có một quả pin. Một quả pin này nó không có thương hiệu gì cả thì nó chạy được tầm khoảng 2 tiếng. Đấy. Thì bây giờ em sẽ thay cái pin khác vào. Cái pin này là pin ở trong cái quạt tích điện. Quạt tích điện năng lượng mặt trời. Em không biết được là pin xịn hay không, nhưng mà cầm thấy nó nặng nặng là một. Thứ hai là nó có cái mã vạch đây này. Đấy, nó có cái mã vạch của pin. Rồi, anh em xem này, anh em hiểu về pin này, anh em xem hộ em xem pin này nó có phải là pin chuẩn không nhé. Đấy, ở bên đầu, hai bên đầu thì nó có cái hàn như thế này thì em đỡ phải hàn. Đó, thì nữa em sẵn nối dây điện vào rồi em nối vào cái cực âm dương ở theo cái quạt này. Pin này thì là vừa luôn nhá anh em ạ. Đây này, vừa luôn này. Vừa luôn cái khay này anh em nhé.
tí nữa đấu xong thì nó sẽ cho nó sẽ gọn vào và nó giữ luôn được pin anh em ạ. Đấy, nó vừa zin luôn. Họ đã nhà sản xuất họ đã sản xuất ra là hai cái quả pin đấy, nhưng mà ngược lại là cái nhà lắp ráp thì người ta đã lắp ráp một quả pin cho mình. Đấy, thì bây giờ bắt đầu đi vào thì là đấu pin. Đấy, chúng ta đã đấu thành công này, đã đấu thành công và bây giờ chúng ta chuyển sang là đấu cái mạch này vào thôi, đấu cái mạch này vào là xong rồi ghép lại là chúng ta sử dụng bình thường thôi. Bây giờ chúng ta đấu vào nhé, đấu mạch nhé. Anh em có điều kiện thì mua cái sợi này về, anh em đấu điện nó nhanh và tiện lắm anh em nhé. Cái hộp sợi này là đấy em mua ở trên TikTok này. Chả nhớ là bao nhiêu tiền nữa, nhưng mà anh em gõ ở trên mã TikTok ấy, trên TikTok mua cho nó rẻ mà an toàn. Cái quả pin này của em nó đang hết pin nên là tí nữa em sạc vào xong rồi em thử cho các bác xem. À, ok, thì bật xem nó có lên điện không nữa. Nó không lên điện, em phải sạc một lúc nữa. Đấy, sau khi cuốn xong và sạc điện xong thì em đã cuốn cái lớp băng dính vào đây để cho nó bảo vệ thôi, bảo vệ anh em nhé. Này, cái này mình chỉ cần đặt vào thôi, không cần phải làm gì thêm cả. Đó, đặt vào này, ép vào là vừa này. Đó, đây đây là hai cái điểm nhé, đây là điểm quạt này, đây là điểm đèn này, đây điểm đèn nhé. Điểm đèn thì ấn lên, cái đèn này nó chỉ gọi là đèn trang trí, gọi là phụ sáng cho anh em tí nào thôi, chứ còn cái này là không ăn thua đâu anh em nhé. Đây, đây còn cái mức bên này là mức quạt này. Đây, quạt nhẹ này. Đó, nó có 5 mức độ quạt nhé. Đây, mức độ 1 này, mức độ 2 này, mức độ 3 này, mức độ 4 này, mức độ 5 này. Nói chung là nó hút gió và nó quạt sướng lắm anh ạ. Cái quạt này là mình ưng nhất ấy. Nên là thấy thế nên mình đang nhặt quả pin về, mình thay pin vào cho em nó. Không biết sử dụng được lâu không, nhưng mà mức độ như thế này thì chắc là độ hai cái pin này vào nó là dòng pin có mã vạch đấy, và nghe nó nặng nặng đấy thì chắc nó hiệu quả hơn. Nếu pin chắc được thêm tầm khoảng 2 tiếng tức là 4 tiếng gì đấy anh em nhé. Đó, và phát cuối cùng là phát tắt đấy. Bây giờ thì lắp lại, anh em mình lắp thì nó lắp lại đơn giản thôi. Cái này nó chả có cái gì cả, không cần yêu cầu phải kỹ thuật cao nào con, không cần phải yêu cầu kỹ thuật cao gì cả anh em nhé. Này, cho vào cái này nó có cái khớp ngay cái ngàm bên đó, thấy chưa, ấn vào phát đấy. Rồi, ok, ngàm này đó, cái này nó vênh, tí nữa mình xử lý sau anh em nhé. Có khả năng là hôm trước mình cạy mạnh quá là nó bật ra. Còn quạt ấy, ấn vẫn quạt, vẫn đèn bình thường. Đó, cho vào. Đó, cái này nó cũng không có ốc điếc gì đâu cả, anh em chỉ có co cho cái ngàm vào. Đây, nó có tất cái ngàm này, không gì đâu. Cái này mình cho vào cái thì mình xoay vào nhé. Đây này, nó có cái điểm ngàm đây này, cái trên này nó có cái lẫy này, đặt đúng vào hai điểm đấy. Đó, quay cái là xong. Bây giờ tháo ra không được, mình mở ra cái này là tháo ra là được. Đó, thế thôi, cho vào đúng điểm nhé.
nhìn đúng cái điểm ngàm của nó đâu nhé. Đấy, thấy chưa? Ngàm này cho vào cái này. Quay cái là xong. Đấy, ok nha. Đấy, thế là em đã độ xong cái pin cho cái đèn này. Và thời gian sử dụng thì để em trải nghiệm tiếp anh em nhé. Còn anh em mua thì nên là bỏ tất cả các loại quạt đi. Anh em chuyên về cái đèn này thôi cho em. Đấy, giá này. Giá này là giá em mua ở siêu thị nhé. Đấy, còn cái quạt này thì nói chung là ok lắm. Anh em để ý này, ở cái đằng sau này này, cái quạt hai pin ấy thì là nó sẽ dày hơn tầm khoảng hai ngón tay. Đấy, còn cái quạt một pin này thì nó mỏng tanh nha, thì nó có một tí ở đây thôi. Nó chỉ có một cái ngón tay đây thôi. Đấy, thì anh em để ý nó có hai mức giá. Cái loại này là giá rẻ thì pin nó một pin. Đấy, là trên trong cái thiết kế của nó có hai pin đấy, nhưng mà nhà lắp ráp này nó đã thay, nó để cho anh em mình có một pin thôi. Còn anh em mình để ý là cái nào nó có cái đít nó dày dày này. Đấy, cái đấy nó tầm 200 cơ. Thì anh em mua thì dùng cái đấy nhé. Còn đây là video của em mở ra sâu cái quạt tích điện mini và thay pin cho em, nó đã sử dụng ok tốt rồi. Đấy, thì video của em kết thúc tại đây, chưa được hoàn chỉnh cho lắm. Thì có cái gì góp ý thì anh em bình luận dưới video để em cùng tham khảo nhé. Và cùng chia sẻ cho mọi người biết được là thay pin nó đơn giản như thế nào. Đấy, mọi người xem video thì cho em xin một nút like video và ấn đăng ký kênh ở góc màn hình này để theo dõi những video tiếp theo về cái độ chế và sử dụng những cái đồ dùng ở trong nhà nó hỏng thì mình đem ra thay thế và sửa chữa nó được tốt hơn. Đấy, video của em đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã xem video.